trong một nỗ lực quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng tri cục chăn nuôi thủy sản và thú y sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội mới đây đã ban hành chỉ thị quan trọng hướng tới loại bỏ việc buôn bán thịt và tiêu thụ thịt chó mèo trên địa bàn hà nội chỉ thị toàn diện này đưa ra chiến lược đa phương thức bao gồm thực thi nghiêm ngặt và phối hợp giữa nhiều cơ quan nhà nước chỉ thị nhấn mạnh tính cấp bách, phòng ngừa sự lan truyền bệnh dại tại Hà Nội. Trọng tâm là nâng tỷ lệ tiêm vaccine dại lên trên 90% cho đàn chó mèo nuôi nhờ chiến dịch quyết liệt của lực lượng thú y. Giám sát chặt chẽ và xử phạt nghiêm khắc sẽ được áp dụng cho bất kỳ hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ hoặc bán thịt chó mèo trái phép. Các đội kiểm tra lưu động sẽ được triển khai tại các tuyến giao thông chính để kiểm soát và ngăn chặn việc vận chuyển trái phép chó mèo sống đặc biệt chỉ thị kêu gọi các chiến dịch nâng cao nhận thức sâu rộng trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm giáo dục người dân về nguy cơ bệnh dạy nhu cầu nuôi nhốt vật nuôi có trách nhiệm cũng như khuyến khích thay đổi thói quen ăn thịt chó mèo đã có từ rất lâu chỉ thị mạnh mẽ này đóng vai trò then chốt thúc đẩy sự thay đổi tích cực và tạo đà để loại bỏ tình trạng buôn bán và tiêu thụ thịt chó mèo góp phần xây dựng hà nội là thành phố văn minh thân thiện với khách du lịch theo các tiêu chuẩn quốc tế về phúc lợi động vật và an toàn thực phẩm